Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Khỏe để sống vui. Như vậy là chúng ta vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với một chuỗi ngày có các buổi tiệc gia đình và những chuyến du xuân. Và có lẽ lúc này thì không khí Tết thì vẫn còn ở trong tâm trí của rất nhiều người. Và trong tinh thần đó thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một chủ đề rất đặc biệt. Chủ đề đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi clip ngay sau đây. Tết không chỉ là dịp gia đình đoàn tụ sum vầy mà còn là thời gian để nghỉ ngơi, thưởng thức các món ăn ngon. Tuy nhiên, các món ăn ngày Tết thường có năng lượng cao, nhiều đường, nhiều chất béo, chất đạm. Trong khi đó, rau xanh và trái cây tươi lại ít, dẫn đến mất cân đối về dinh dưỡng. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt đối với một số đối tượng như trẻ em, người già, người mắc các bệnh mãn tính. Làm sao để duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý? Câu trả lời sẽ có trong Khỏe để sống vui ngày hôm nay. Có thể thấy rằng trong khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thì chúng ta cũng đồng thời có những hoạt động sinh hoạt, ăn, ngủ, nghỉ, đi chơi thì khác với các hoạt động thường ngày. Và ở thời điểm này, đồng thời với những niềm vui của ngày Tết thì chúng ta cũng bắt đầu lo lắng làm thế nào để có thể quay trở về mức cân nặng trước Tết hoặc là quay trở về chế độ dinh dưỡng cân bằng đây. Thì đó cũng chính là chủ đề mà ngày hôm nay chúng tôi rất muốn được gửi tới quý vị khán giả. Và đồng hành cùng với chúng ta trong ngày hôm nay xin được giới thiệu hai vị khách mời của chương trình. Chúng tôi xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và một vị khách mời nữa xin được giới thiệu MC Thanh Hoài. Rất là cảm ơn sự có mặt của hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng là nhân dịp đầu năm mới thì xin được chúc hai vị khách mời của chúng ta có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Và trước khi chúng ta cùng bắt đầu những nội dung chính thì có lẽ là hai vị khách mời sẽ dành tặng một vài lời chúc dành cho quý vị khán giả được không ạ? Vâng, nhân dịp đầu xuân mới thì chúng tôi cũng kính chúc toàn thể các quý vị khán giả một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin được kính chúc quý vị khán giả một năm mới bình an, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin được cảm ơn những lời chúc của hai vị khách mời. Thì câu hỏi đầu tiên có lẽ xin được dành cho chị Thanh Hoài. Không biết là trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua thì chị cùng với gia đình của mình đã có những hoạt động và lịch trình như thế nào ạ? Là một gia đình có 3 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, cho nên là mỗi một cái dịp Tết đến ấy, thì là cái thời điểm mà gia đình tôi đông vui nhộn nhịp nhất trong cả năm. Tất cả các cái thành viên trong gia đình thì đều mong muốn, mong chờ đến cái dịp Tết để được gặp gỡ, để trò chuyện hàn huyên, đi chơi, chúc Tết cho bạn bè người thân. Trong cái không khí mà rộn ràng đón Tết như thế thì chắc chắn là những cái buổi gặp gỡ này, liên hoan rồi giao lưu tất niên tân niên thì chắc chắn là ở đâu cũng không thể thiếu rồi. Trong cái không khí như vậy khi mà chúng ta cùng tụ họp với nhau thì chắc chắn là những cái bữa ăn trong gia đình thì cũng phải có sự xáo trộn so với những ngày bình thường. Và thường trong dịp Tết này thì chị đã chọn những loại thực phẩm gì cho gia đình của mình? Để mà nói về thực phẩm chuẩn bị cho ngày Tết thì gia đình tôi cũng muốn chia sẻ với MC và quý vị khán giả rằng là gia đình tôi cũng có một cái mảnh vườn nhỏ ở quê để có thể canh tác và thu hoạch để phục vụ cái chủ yếu hầu hết cái nhu cầu về rau trái trong gia đình. Thế cho nên là nếu như mà phải đi ra ngoài để mua đấy thì tôi luôn luôn ưu tiên là lựa chọn những cái thực phẩm nào mà rõ nguồn gốc xuất xứ này, sạch này, lành, an toàn và đặc biệt là ưu tiên những cái sản phẩm organic. Bởi vì với cái quan điểm là dinh dưỡng ấy, là cái yếu tố tiên quyết ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là chất lượng cuộc sống. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đặc biệt lưu ý đến cái khâu lựa chọn những cái nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm cũng như là cân bằng dinh dưỡng, bởi vì là cái gì mà quá nhiều hay là quá ít thì cũng đều không tốt cả. Không biết là bác sĩ thấy sao về quan điểm dinh dưỡng của chị Hoài ạ? Chị Hoài thì đã có cái quan điểm dinh dưỡng rất là tốt, chú ý chọn cái nguồn thực phẩm sạch. Không những mà tự gia đình có thể là nuôi trồng hoặc là mình lại mua những cái thực phẩm nguồn gốc organic, rồi thực phẩm có rõ nguồn gốc, tức là chúng ta đảm bảo cái bữa ăn sạch và cũng đảm bảo cái tính cân đối trong bữa ăn, thì tôi thấy rằng đây là cái hai cái điểm quan trọng cho mọi bữa ăn gia đình, nhất là trong dịp Tết. Cá nhân Mai Anh thì thấy rằng là có một cái tâm lý về các bữa ăn trong ngày Tết ạ, là mọi người sẽ cho phép mình ăn thả ga, ăn thoải mái một chút. Và thường những cái mâm cỗ ngày Tết thì mọi người cũng phải có một cái quan niệm là phải là mâm cao cỗ đầy, nó phải đầy đủ, phải đuê huê, phải là nhiều món để mình thiết đãi những cái vị khách đến nhà. Và thường khi mà có cái tâm lý như vậy thì sẽ dẫn đến một vài sai lầm về dinh dưỡng đúng không ạ? Truyền thống ăn Tết của người Việt Nam chúng ta đúng là phải mâm cao cỗ đầy. Và chúng ta thấy rằng những cái món ăn truyền thống của người Việt Nam thì rất là đầy đủ và rất giàu năng lượng, giàu đạm. Chúng ta thấy này, giò này, nem, chả,
có thịt gà, có thể hải sản nữa. Và lại thêm một cái nồi canh măng chúng ta nấu với chân giò nữa. Rồi bánh chưng xanh, thịt mỡ nữa thì chúng ta thấy đấy là cái truyền thống của người Việt Nam. Thế thì ở đây chúng ta thấy là tuy rằng cái cuối năm chúng ta cũng là dịp gặp gỡ các thành viên gia đình và chúng ta ai cũng mong muốn là mang những cái món ngon đến cho các thành viên gia đình. Nhưng mà chúng ta thấy nhược điểm là cái món quá nhiều so với cái số người ăn. Thứ hai là cái khẩu phần ăn thường là mất cân đối, nhiều đạm quá này. Chúng ta ngay cả chất béo cũng nhiều, ví dụ chất béo từ những cái món như là nem rán, như là chân giò, linh mi măng thì cũng rất là béo. Rồi không kể những cái giò xào cũng rất là béo. Thì thường cái bữa Tết chúng ta lại ít chú ý ăn rau xanh, quả chín. Đấy, có khi là mải ăn những món truyền thống mà chúng ta bỏ quên mất món rau xanh. Như vậy thì cái bữa ăn là vừa thừa năng lượng này, giàu đạm, giàu chất béo và chất bột đường cũng nhiều. Mà thiếu thì thiếu các vitamin, khoáng chất từ cái nguồn rau xanh, quả chín. Đấy, thì không kể lúc mà tiếp đãi nhau thì lại những cái món mứt rồi bánh kẹo ngọt chúng ta lại thêm năng lượng nữa. Còn về đồ uống thì trong ngày Tết những cái đồ uống mà có cồn này hoặc là có ga thì cũng được tiêu thụ nhiều hơn hẳn so với những ngày thường. Với nhà chị Hoài thì như thế nào ạ? Với gia đình tôi thì cũng giống như là rất là nhiều những cái gia đình Việt Nam khác xưa nay thôi. Thì khi mà có khách hay là có bạn bè người thân đến chơi nhà thì nâng ly rượu lên rồi cùng chúc nhau những cái lời chúc tốt đẹp cho năm mới, thì cái ly rượu đấy nó cũng thay cho cái lời chúc, lời chào và cũng như là cái tình cảm mà gia chủ, cái sự hiếu khách mà gia chủ muốn gửi đến cái người khách trong gia đình nhà mình vậy. Tuy nhiên thì khi mà mình sử dụng rượu bia thì mình cũng phải có một cái giới hạn nào đấy, chỉ vừa đủ thôi để cho vẫn còn vui và giữ được cái ý nghĩa và cái sự đáng nhớ trong cái ngày Tết. Và đặc biệt một điều là khi mà mình đã sử dụng rượu bia thì tuyệt đối là chúng tôi không có lái xe và mình phải di chuyển bằng những cái phương tiện công cộng để mà đảm bảo an toàn cho cả bản thân cũng như là mọi người. Đúng là cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Khi ngày Tết đến thì thường nếu mà đi chúc Tết đi thì đến nhà nào là cũng sẽ được mời ăn cơm này, rồi uống một vài ly rượu. Đôi khi thì nếu mà chúng ta có muốn giữ thì cũng không thể tránh được đi. Và chị Hoài, gia đình chị thì cũng đã rất là ý thức khi mà không lái xe. Nhưng chị còn có cách nào nữa không để có thể hạn chế những cái tác động của rượu bia, ví dụ như cho anh nhà mình khi mà phải tiếp khách và uống rượu quá nhiều ạ? Ngoài cái việc mà mình hạn chế đến cái mức tối thiểu sử dụng rượu bia ra, thì sau những cái cuộc vui, sau những cái cuộc gặp gỡ và giao lưu như thế thì tôi thường chuẩn bị cho ông xã nhà tôi cũng như là những cái người thân trong gia đình một số cái loại thực phẩm thải độc gan, mát gan, giải độc rượu. Tôi thường sử dụng đậu xanh và đậu đen đun lên nước uống. Thì hai cái loại này nó là hai cái loại thực phẩm rất là lành tính thôi, và nó có một cái tác dụng giải độc gan cũng như là giải rượu rất là tốt. Ngoài ra thì tôi tăng cường thêm vitamin C như là nước cam hay là nước chanh. Nhưng mà nói thật là không phải là gia đình nào và người nội trợ nào cũng có thể làm được điều đó. Điển hình như là chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp quá chén trong ngày Tết, và mọi người đôi khi là vì vui quá mà quên đi những tác hại. Thì nếu như mà lạm dụng rượu bia sẽ dẫn đến những tác hại như thế nào? Thứ nhất là ngay cả đối với mặt về trí não, nó cũng làm cho tổn thương các cái tế bào não. Nhiều khi cái người uống rượu bia khi uống vào là không có kiểm soát được cái hành động, nhất là những người dùng kéo dài, thậm chí làm tổn thương các tế bào cơ tim, làm cho tế bào cơ tim bị chết đi và cái tổ chức xơ nó bị xuất hiện. Người đặc biệt là cái người dùng rượu bia thì nó hại gan, nhiều người là bị gan nhiễm mỡ này khi mà dùng rượu bia kéo dài và sau này chuyển thành xơ gan, hoặc một số này bị lại chuyển sang dạng ung thư gan. Rượu bia nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung. Tốt nhất là chúng ta chỉ dùng rượu bia ở cái mức gọi là cho phép, giới hạn. Như là Tổ chức Y tế Thế giới cũng như Bộ Y tế thì khuyến cáo, tức là ví dụ nam giới mỗi ngày là không quá 2 đơn vị rượu, còn nữ giới không quá mỗi ngày không quá 1 đơn vị rượu. Thì 1 đơn vị rượu là tính là như thế nào? 1 đơn vị rượu thì tính là tương đương với 1 lon bia 330ml, hoặc là nếu mà chúng ta dùng rượu vang thì không quá 100 đến 120ml nếu mà tùy theo cái nồng độ rượu. Và nếu rượu mạnh ấy, rượu trắng nhưng mà của các gia đình vẫn hay dùng ấy, thì là không quá khoảng 30ml. Thế và cũng kiến nghị là không quá 5 lần trong một tuần. Thế thì các anh nam giới, đặc biệt các anh nam giới thì chúng ta thấy rằng nếu mà có vui quá thì cũng không quá 2 lon bia, hay là cũng uống rượu nhiều gia đình như chúng ta cộng lại thì cũng
thường một ngày cũng không quá khoảng độ 200ml rượu vang. Thế còn rượu mạnh thì đấy, cả ngày là không quá 60ml. Thì để chúng ta ước tính để chúng ta dùng trong cái giới hạn cho phép thôi ạ. Với cái thông tin này thì có lẽ là nhiều khán giả sẽ thấy bất ngờ, bởi vì chắc là cái mức độ tiêu chuẩn nó ít hơn so với cái lượng mà mọi người sử dụng trong dịp Tết. Vì vậy mà chúng ta cũng sẽ có ý thức hơn về cái vấn đề mình sử dụng rượu bia. Thường trong ngày Tết có một cái tình trạng là đôi khi các gia đình sẽ phải ăn đi ăn lại một cái loại thực phẩm, hoặc là ăn một loại thực phẩm để trong tủ lạnh lâu ngày. Những cái thực phẩm chúng ta để trong tủ lạnh thì thường chúng ta ví dụ sau 3 ngày, 4 ngày nó đã nhiễm khuẩn rồi. Nếu chúng ta để ngăn mát thì bản thân cái thực phẩm nó cũng diễn biến là nó giảm cái chất lượng đi, ví dụ mùi thơm nó giảm đi, hay là chất đạm cũng giảm, cái chất lượng chất đạm, chất béo cũng bị oxy hóa đi, thì chúng ta ăn lại cái thực phẩm đấy nó cũng không thơm ngon nữa. Thì tôi khuyên là chúng ta cũng đừng mua quá nhiều thực phẩm và lại ăn đi ăn lại, nhiều khi lại gây ngộ độc thực phẩm, có khi lại sau Tết có khi lại đau bụng vì là mình ăn những cái thực phẩm mà để cứ đun đi đun lại nhiều lần trong tủ lạnh đó. Từ những cái việc tưởng chừng rất là hiển nhiên và đơn giản thì nó cũng có nhiều sự tác động đối với sức khỏe. Còn một nhóm đối tượng nữa là trẻ nhỏ. Tôi được biết là chị có 2 cháu. Và thường trong những ngày này thì có lẽ là bố mẹ cũng sẽ thoải mái hơn để cho các con được ăn những cái đồ mà yêu thích. Mà đồ trẻ nhỏ yêu thích thì thường là khoai tây rán rồi gà chiên, những cái đồ mà nhiều dầu mỡ. Thì không biết là trong những ngày Tết này thì hai bạn nhỏ nhà mình ạ có đòi hỏi một cái chế độ ăn nó khác so với ngày thường nhiều không ạ? Tất nhiên là đối với trẻ nhỏ thì bạn nào cũng rất là thích những cái đồ ngọt, bánh kẹo này, nước ngọt rồi pizza, đồ ăn mì nhanh. Đúng rồi, đồ ăn nhanh. Thế cho nên là cái việc mà cho các bạn ấy ăn nhiều quá những cái đồ đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các bạn ấy. Tuy nhiên thì ngày Tết các bạn ấy sẽ rất là dễ có điều kiện để mà có thể ăn được những cái đồ mà mình yêu thích, bởi vì ở đâu cũng sẵn mà, ở đâu cũng có, ngày Tết thì đi đến đâu cũng có. Thế cho nên là cái ngày Tết thì tôi cũng phải chú ý hơn với các bạn ấy để mà mình có thể kịp thời mà đàm phán và điều chỉnh ngay. Với con nhà tôi thì tôi hay nói với các bạn ấy rằng là nếu như mà các con mà ăn nhiều kẹo quá đấy thì sẽ là bị con sâu nó cắn vào răng này, sau đó bị chảy máu và phải đi bác sĩ để mà nhổ cái răng đấy. Nên là các bạn ấy cũng sợ mà cũng nghe lời hơn. Nhất là ở cái độ tuổi của con tôi bây giờ là cái độ tuổi lên 3. Thế cho nên là mình thường phải trao đổi và tương tác với các bạn ấy bằng những cái câu chuyện hấp dẫn thì sẽ hiệu quả hơn là mình cấm đoán hay là mình kiểm soát, mình không thể kiểm soát cả ngày được. Quả thật là với nhóm đối tượng trẻ nhỏ hay là người lớn tuổi thì chúng ta cũng cần phải có cái sự lưu tâm nhiều hơn về chế độ dinh dưỡng để tránh mắc các bệnh lý. Thì chúng ta có những cái lưu ý đặc biệt gì dành cho quý vị khán giả không ạ? Các cháu bé thì các cháu hay ăn cái khẩu phần nhiều đạm quá rồi ít rau xanh thì có khi sau Tết thì lại táo bón. Chế độ ăn mà lại bị chẳng may phải cái thực phẩm không an toàn có khi lại rối loạn tiêu hóa nữa. Như chị Thanh Hoài thì rất là chú ý đến cái chế độ ăn cho con, thế là rất là tốt rồi. Nhưng mà nhiều gia đình thực ra cứ để các cháu ăn theo cái sở thích của các cháu, gây ra cái vấn đề là rối loạn tiêu hóa. Rồi chúng ta thấy các cháu cũng tăng cân nhiều trong dịp Tết, nhất là các cháu mà đang cái tuổi phát triển, các tuổi tiền dậy thì các cháu lại ăn nhiều hơn thì các cháu cũng dễ tăng cân. Chúng ta thấy rằng người cao tuổi thường hay có các cái bệnh nền kèm theo, ví dụ như là đường máu cao, tiểu đường hay là tăng huyết áp. Nhiều khi người cao tuổi sau cái dịp Tết thì nhiều người lại phải vào viện đi khám bệnh, nào là đường máu nó cao là chuyển sang đái tháo đường rồi phải vào để điều trị. Hay chúng ta thấy mỡ máu cao cũng vậy, cũng phải điều trị. Thì hay là huyết áp cũng rất là tăng. Như vậy thì chúng ta phải chú ý cái chế độ ăn mà cân đối ngay cả trong dịp Tết để dự phòng các cái diễn biến để cái tình trạng bệnh nó nặng hơn ở những người cao tuổi. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Quay trở lại với chị Thanh Hoài thì Mê Anh có một cái câu hỏi, thực sự đây cũng là sự tò mò của cá nhân và Mê Anh cũng tin rằng là một cái câu hỏi của rất nhiều chị em phụ nữ. Chúng ta nói nhiều về việc tăng cân sau Tết, nhưng mà với vị khách mời của chúng ta thì bí quyết nào để cho chị vẫn giữ được một cái vóc dáng thon gọn như thế này khi mà trải qua một kỳ nghỉ Tết dài như vậy? Nếu như mà chúng ta nạp những cái thực phẩm có tính chất nuôi dưỡng, những thực phẩm lành mạnh, những thực phẩm sạch không có hóa chất thì đương nhiên là cơ thể chúng ta sẽ rất là khỏe, là đẹp rồi. Và cái điều đấy thì tôi thấy rõ nhất ở trên cái làn da này, mái tóc và cái sức khỏe tinh thần của mình. Ngược lại nếu như mà chúng ta nạp rất là nhiều những cái thực phẩm mà có hóa chất này, hay là những cái thực phẩm quá nhiều chất đạm này, quá nhiều chất béo hay là quá nhiều
chất đường thì chắc chắn sẽ là rất là nhanh thôi, những cái dấu hiệu của lão hóa sớm sẽ xuất hiện. Và cái phương châm này, cái quan điểm này tôi lấy làm cái kim chỉ nam cho mình trong cái việc chăm sóc sức khỏe cũng như là vóc dáng. Và ngoài cái việc mà cân bằng dinh dưỡng cũng như là lựa chọn những cái thực phẩm lành và sạch ra, thì tôi còn ăn chay một tuần 2 ngày, thì tôi coi đấy là như là một cái cách để mà mình cân bằng lại cái dinh dưỡng cũng như là một cái cách để mà mình thanh lọc lại cơ thể đều đặn. Và cái kết quả mà tôi nhận được đó là cái sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần của mình đều tốt hơn. Chị là một người rất là kỷ luật trong cái chế độ dinh dưỡng của mình, nhưng mà để luyện tập điều đấy có khó khăn không ạ? Để mà bắt đầu ăn chay thì mình bao giờ mình cũng nghĩ rằng là rất là khó. Mình không thể, công việc của mình ấy nó cần rất là nhiều năng lượng, cần rất là nhiều sự tập trung. Thế cho nên là mình phải ăn rất là nhiều, nạp rất là nhiều năng lượng vào thì mình mới có sức khỏe để mà mình làm việc được. Nhưng mà không, sau khi mà có cái cơ duyên để được biết đến và thực tập ăn chay thì sau đấy tôi mới nhận thấy những cái hiệu quả của cái việc ăn chay. Và dần dần là khi mà mình thích, mình yêu thích cái việc đấy rồi thì nó không còn là kỷ luật nữa, nó cũng không còn là những cái việc mà mình phải làm hay là mình ép bản thân mình làm nữa, mà mình yêu thích nó. Đây cũng là một kinh nghiệm rất là hay. Có thể là chính anh về cũng sẽ bắt đầu luyện tập cho mình. Một tuần 2 buổi thì chắc là vẫn hơi nhiều ở thời điểm này. Thôi tuần 1 buổi hoặc cả tháng 2 buổi cũng được bác sĩ nhỉ? Tốt ạ. Dạ. Và để tổng kết lại những điều mà chúng ta đã chia sẻ trong ngày hôm nay thì bác sĩ có những cái lưu ý gì ạ về chế độ dinh dưỡng dành cho quý vị khán giả? Chúng ta biết rằng mà để mà nâng cao sức khỏe cũng như kiểm soát cân nặng hay các cái vấn đề về tiêu hóa mà phát sinh qua dịp Tết thì tôi khuyên là chúng ta bây giờ cũng phải chú ý là ăn đa dạng thực phẩm. Và chúng tôi khuyên mỗi ngày chúng ta ăn 15-20 loại thực phẩm khác nhau, mỗi thứ một chút thôi, nhưng mà cái điều này nó giúp cho chúng ta đủ chất dinh dưỡng hơn. Và chúng ta thấy rằng phải ăn đủ 8 nhóm thực phẩm. 8 nhóm thực phẩm ở đây là nhóm chất bột đường như là mì, như là cơm, rồi chất đạm thì bao gồm thịt, cá, trứng, sữa. Và chất béo thì nó có ở trong ví dụ dầu ăn hay là mỡ rồi. Và rau xanh thì chúng ta nhớ chọn những cái rau củ mà có cái màu sắc, người ta gọi là 7 sắc cầu vồng ạ. Nó càng có màu sắc thì nó càng nhiều chất dinh dưỡng, hay người ta gọi là các cái chất hóa thực vật, ngày càng chứng minh là nó tốt cho sức khỏe đó. Và nó cũng nhiều vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó thì chúng ta chọn những cái thực phẩm mà nguồn gốc sạch và an toàn. Dùng đến đâu chúng ta mua đến đó, chứ đừng có mua nhiều quá mà để nó có khi lại tích trữ, nó cũng gây ra các vấn đề không tốt cho tiêu hóa. Bên cạnh đó thì tôi khuyên là một cái chế độ mà tập luyện thể dục thể thao đều đặn cũng cần được quan tâm. Và khuyến khích là mỗi ngày chúng ta tập ít nhất được 30 phút và một tuần ít nhất là 5 ngày. Như vậy thì nó cũng giúp kiểm soát cân nặng và nâng cao sức khỏe. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và có lẽ là những lời khuyên này thì chúng ta không chỉ áp dụng trong ngày Tết đâu, mà gần như là ngày nào, tuần nào trong năm thì mình cũng sẽ phải áp dụng để có thể duy trì được sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cả gia đình. Trong chương trình của chúng ta thì luôn luôn có một phần rất đặc biệt, các khán giả sẽ có thể gửi câu hỏi về để tương tác trực tiếp với bác sĩ. Và bây giờ bác sĩ sẵn lòng trả lời và giải đáp những câu hỏi này chứ ạ? Vâng, tôi rất là sẵn lòng ạ. Khán giả có địa chỉ email thunga1995@gmail hỏi: Tết mọi người có tâm lý ăn uống thả ga đầy đủ, sau Tết thì tập luyện ăn chế độ để bù lại, như vậy có hợp lý không thưa bác sĩ? Thực ra thì vấn đề đó cũng không hợp lý, bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta ăn quá thoải mái thì cân nặng nó đã tăng, và lúc đấy là đường máu, mỡ máu cũng tăng theo rồi. Sau đó chúng ta mới kiểm soát lại. Thực ra thì cơ thể nó không thể khỏe mạnh như là lúc ban đầu, mà chúng ta vẫn phải giữ cái nếp là ăn vừa phải, ăn đa dạng thực phẩm, đủ chất dinh dưỡng, ăn lành sạch. Và nhất là rượu bia các bạn đã uống rồi, nó độc thần kinh, độc gan rồi, hại cho tim mạch rồi, thì lúc đấy các bạn có củng cố lại nó cũng vẫn bị ảnh hưởng sức khỏe chứ không khỏe được như ban đầu ạ. Khán giả có địa chỉ Facebook Thùy Linh Nguyễn hỏi: Sau Tết mọi người thường nghĩ đến chuyện detox để thanh lọc cơ thể, như chỉ uống nước lọc, ăn rau xanh, bổ sung vitamin, như vậy có nên không thưa bác sĩ? Bạn nói là detox á, chỉ có uống nước sinh tố hoặc là uống nước rau quả hoặc là chỉ uống nước á, thực ra thì cũng không lên, bởi vì thế này, khi đó thì chúng ta thấy rằng cái năng lượng khẩu phần của bạn ngày ít nhất phải 1500-1800 kcal, mà bạn uống ví dụ như là các nước rau củ thì thường năng lượng rất là thấp thôi, có khi cả ngày chỉ mấy trăm kcal, thì lúc đấy chúng ta thấy rằng cái đường máu nó bị hạ, và lúc đấy các bạn sẽ không đủ sức để làm việc.
Rất là cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ cũng như là của chị Hoài trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng với các kiến thức, những chia sẻ kinh nghiệm và những thông tin hữu ích vừa rồi có thể khiến cho quý vị tự tin hơn trong việc thiết kế một chế độ dinh dưỡng cho gia đình của mình. Và chúng tôi cũng xin chúc quý vị khán giả một năm mới sẽ tràn đầy niềm vui, những điều hạnh phúc. Thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.